công cụ liên quan đến phát triển chất lượng nguồn nhân lực chính là giáo dục. Không những vậy, giáo dục và đào tạo còn giúp nâng cao năng suất lao động thông qua kỹ năng, kiến thức, thái độ lao động của từng cá nhân. Vậy hãy cùng việc.vn tìm hiểu xem giáo dục và đào tạo có vai trò như thế nào cũng như những cơ hội, thách thức mà ngành này đang gặp phải, đặc biệt là muốn trở thành người trong ngành. Bạn cần phải đáp ứng được những yêu cầu và sở hữu những yếu tố quan trọng nào nhé? Vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ phát triển hội nhập thế giới Việt Nam. Trên thực tế, để lĩnh vực giáo dục và đào tạo phát huy tối đa trong việc đáp ứng tốt hiệu quả trong xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế thì luôn cần có những chiến lược phát triển phù hợp với xu hướng cũng như có cái nhìn tổng quan, bao gồm những tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo còn giúp từng cá nhân có thể dễ dàng hòa nhập với cá nhân khác và giúp họ có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như có khả năng tự giải quyết những vấn đề phát sinh. 1. Giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước. Từ trước đến nay, giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò quan trọng và đi song hành với sự phát triển của đất nước. Đó là lý do mà quan điểm đầu tư cho giáo dục và đào tạo chính là điều mang lại nhiều lợi ích nhất. Một phần nữa cũng vì đây là nền tảng, lĩnh vực đóng góp rất nhiều vào sự hình thành, xây dựng nhân cách chuẩn mực của từng cá nhân, đào tạo nên những người có trình độ, đặc biệt là tiền đề chủ yếu không thể thiếu trong quá trình phát triển xã hội, kinh tế của đất nước. Không chỉ dừng lại ở đó, Chính phủ Việt Nam có đưa ra ý kiến và xác định rằng giáo dục và đào tạo chính là đứa con cưng trong lợi thế, chìa khóa, nhân tố cũng như động lực giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế, xã hội. 2. Giáo dục và đào tạo đóng góp lớn cho sự phát triển nền kinh tế, tri thức, xã hội. Như vậy, xét theo phương diện của Đảng, giáo dục và đào tạo sẽ được xem là một chính sách, chiến lược và biện pháp quan trọng để có thể đưa đất nước trở nên giàu mạnh hơn. Từ đó, có thể dễ dàng thấy rằng giáo dục và đào tạo có vai trò thiết yếu trong việc đẩy mạnh, nâng cao dân trí cũng như phát huy được nguồn lực con người để đáp ứng những yêu cầu khách quan của nền kinh tế và tạo ra những giá trị cao cho sự phát triển đất nước. Cơ hội và thách thức của ngành giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên công nghệ phát triển mạnh mẽ như vậy, nhằm đáp ứng yêu cầu liên quan đến chất lượng của nguồn nhân lực, ngành giáo dục và đào tạo nói chung đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Một trong những vấn đề đó chính là việc không thể dự đoán trước được những kỹ năng mà thị trường lao động sẽ đặt ra trong tương lai gần. Bởi tốc độ thay đổi của công nghệ đang diễn ra rất nhanh và khiến ngành giáo dục và đào tạo theo đó cũng phải đối mặt với những yêu cầu cạnh tranh, cải cách mới, ví dụ như phải đem lại những kiến thức, kỹ năng cơ bản cùng với khả năng thích nghi tốt, tư duy sáng tạo cho người học. Đồng thời, ngành giáo dục và đào tạo cũng cần phải xây dựng nên những phương thức giáo dục hiện đại để từng cá nhân có thể thích ứng tốt và tránh nguy cơ bị đào thải, tụt hậu. Từ sự chuẩn bị đó, ngành giáo dục và đào tạo sẽ có nhiều cơ hội đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội của đất nước hơn, đồng thời là những cơ hội về việc hội nhập cũng như mở rộng con đường tuyển dụng nguồn nhân lực lớn. Chuẩn mực, mẫu mực, yêu cầu nghề nghiệp cần thiết của người trong ngành giáo dục và đào tạo. Như đã nhắc đến bên trên, Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới trong nền kinh tế phát triển nên ngành giáo dục và đào tạo cũng đang được thay đổi toàn diện hơn. Ở đó, con người là yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết. Có thể, trường lớp cho bạn kiến thức cơ bản để trở thành một người thầy giỏi trong kiến thức chuyên môn, nhưng để trở thành một người giỏi trong ngành giáo dục và đào tạo thì việc bạn cần làm là rèn luyện bản thân nhiều hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.